Khu vực Gò Vấp nói riêng và khu Bắc thành phố Hồ Chí Minh nói chung đang có sự chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng đô thị. Giá trị bất động sản của khu vực này đang tạo nên thế cân bằng thị trường bất động sản khu Nam và khu Đông. Với tốc độ phát triển như vậy thì nhiều ý kiến cho rằng đây chính là thời điểm vàng để đầu tư vào bất động sản tại khu vực này, đặc biệt là phân khúc biệt thự và nhà phố. Gò Vấp đang là khu vực được đầu tư chỉnh chu và đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng phát triển. Các nút giao thông trọng yếu và cửa ngõ sân bay ngày càng thông thoáng và bớt tình trạng ùn tắc nhờ vào quy hoạch hệ thống cầu vượt tốt. Trong tương lai, các tuyến metro sắp hình thành sẽ góp phần vào sự đa dạng giao thông tại khu vực, đồng thời giúp người dân lưu chuyển đến những nơi khác dễ dàng hơn. Sự sầm uất và vị trí đắc địa của khu vực Bắc thành phố, cụ thể hơn là Gò Vấp, đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản, góp phần khiến cho thị trường nhà đất tại đây ngày càng trở nên sôi động. Một trong những nhà đầu tư bất động sản nổi bật nhất khu vực này là Cityland, với hai dự án cực kỳ thành công là Cityland Garden Hills và Cityland Center Hills. Đây là hai dự án khu dân cư cao cấp có quy mô và thiết kế đồng bộ ngay trung tâm quận Gò Vấp. Cityland Garden Hills và Cityland Center Hills từ khi hình thành đã góp phần thay da đổi thịt khu vực trung tâm Gò Vấp với những cung đường sáng sủa, rộng mở, những dãy nhà phố, biệt thự sang trọng, tô điểm thêm cho mức sống ngày càng cao tại khu vực. Trong lúc thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt là thị trường căn hộ cao cấp, nhiều doanh nghiệp quay sang đầu tư phát triển các dự án phân khúc bình dân phù hợp với thu nhập đa số người dân, thì chủ đầu tư Cityland lại gây ngạc nhiên khi liên tục công bố các sản phẩm biệt thự, nhà phố cao cấp thuộc dự án Cityland Park Hills. Dự án Cityland Park Hills là dự án khu đô thị kiểu mẫu đạt chuẩn hiếm hoi trên thị trường, với các sản phẩm căn hộ cao cấp, biệt thự vườn, nhà phố liền kề và hàng loạt tiện ích đẳng cấp. Cityland Park Hills là dự án nội thành cao cấp, rộng 27 ha, tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Gò Vấp. Nơi đây sở hữu quảng trường lớn 2 ha, hai trường học liên cấp quốc tế là trường mầm non và trường trung học. Bên cạnh đó, cư dân ở đây còn được tận hưởng tiện nghi khác như trung tâm thương mại và các chuỗi dịch vụ chất lượng cao. Cityland Park Hills mang lại một phong cách sống mới và đẳng cấp. Vị trí dự án là một trong những yếu tố khiến các đợt công bố sản phẩm biệt thự, nhà phố luôn trong tình trạng cháy hàng, thậm chí chốt giao dịch 100% ngay trong ngày công bố sản phẩm, cho dù dự án vẫn còn trong giai đoạn thi công. Trước đây tôi đã từng mua ở Cityland. Nói chung là tôi chọn Cityland để tôi mua là vì ở Cityland là khu kế hoạch của nó tổng thể nó rộng, nó thoáng mát. Đường xá nó cũng rộng, có những cái tiện ích để tôi chọn là vì tôi là có tới mấy đứa con nhỏ. Thế nên thứ nhất là cái siêu thị nó cũng gần, thứ hai nữa là con tôi học đây nó cũng gần, nó có hồ bơi, nó có công viên để chiều ra tụi nó đi chơi ra mát. Nói chung là có những cái để mình chọn, chứ ở một cái trung tâm thành phố Sài Gòn này mà bà chọn một cái vị trí như thế thì nó cũng chỉ có Cityland là mới có. Hiện nay, Cityland đang công bố các dãy biệt thự, nhà phố liền kề đẹp nhất trong dự án, gồm khu biệt thự Hoa Viên khép kín duy nhất trong toàn khu, các căn nhà phố thương mại mặt tiền đường Nguyễn Văn Lượng với lộ giới 30m. Các sản phẩm nhà phố biệt thự của Cityland thường có tốc độ tiêu thụ nhanh vì chúng tôi mang lại những sản phẩm tổng hòa nhiều yếu tố như thiết kế theo phong cách châu Âu, vật liệu và tiêu chuẩn xây dựng chất lượng cao, đặc biệt là giá cả rất cạnh tranh. Dự án không chỉ đem lại cuộc sống đẳng cấp cho các cư dân, mà còn mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản khi giá trị sinh lời của dự án rất hấp dẫn, lên đến hơn 40% chỉ sau vài tháng. Các chuyên gia bất động sản đánh giá rất cao các sản phẩm của khu đô thị Cityland Park Hills xét về mặt hạ tầng và tiện nghi. Hệ thống giao thông liền mạch gồm trục đường Phạm Văn Đồng và một loạt công trình hạ tầng trọng điểm như đường vành đai Bình Lợi, Tân Sơn Nhất, cầu vượt đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh, nút giao thông Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, cùng với một loạt các trung tâm thương mại, dịch vụ, trường học đã tạo điều kiện giúp giá trị bất động sản tại Gò Vấp tăng vọt, tiệm cận với nhiều khu vực ở trung tâm thành phố. Khi tôi chọn mua sản phẩm của Cityland á, tôi không nghĩ là căn nhà phố của Cityland lên tốc độ phát triển như vậy. Bây giờ so với cái thời điểm tôi mua với hiện tại bây giờ á, nó lên được tới 30% so với giá trị căn nhà tôi mua. Trong tương lai á, trong tương lai mà khi mà tôi mà có dành dụng tiền được, tôi sẽ chọn thêm mua thêm của nhà Cityland. Sự phát triển vượt bậc của hạ tầng cơ sở khu Bắc thành phố và thành công trên thị trường của các sản phẩm bất động sản trong thời gian qua, có thể nói đây là thời điểm vàng để đầu tư bất động sản tại Gò Vấp, đặc biệt là phân khúc nhà phố, biệt thự do Cityland làm chủ đầu tư.